Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 11 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lang Chánh vừa bắt giữ Quách Thị Luận, 47 tuổi, chú xã Trí Năng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11, Bà Luận chạy xe máy trên tuyến tỉnh lộ 530 đoạn qua địa bàn xã Chí Năng vi phạm luật giao thông đường bộ đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lăng Chánh phát hiện, lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, bà Luận không ký biên bản vi phạm và bỏ đi nơi khác. Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, bà Luận quay lại gặp tổ tuần tra để xin không xử lý lỗi vi phạm. Tuy nhiên, khi được lực lượng cảnh sát giao thông giải thích lỗi vi phạm và đề nghị bà luận đến công an huyện Lang Chánh để xử lý, thì người này có hành vi chửi bới và yêu cầu tổ công tác phải xử lý vi phạm tại chỗ. Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích, nhưng bà luận vẫn không chấp hành mà còn có hành vi cản trở lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Thậm chí, người phụ nữ này còn cắn vào tay một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, dẫn đến phải khâu 12 mũi. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lang Chánh tiếp nhận, xử lý theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security ở thành phố Thanh Hóa vừa bị công an khám xét, thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ điều tra. Theo đó, chiều ngày 28 tháng 11 năm 2024, hàng chục cảnh sát đã có mặt và phong tỏa công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security ở số nhà 238 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Việc phong tỏa phục vụ cho lực lượng công an khám xét trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security. Đây là một căn nhà 3 tầng nằm ở mặt đường Nguyễn Duy Hiệu nên được nhiều người dân theo dõi. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Hương xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và đã phối hợp với cơ quan cảnh sát tiến hành khám xét. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát hoàn tất quá trình khám xét. Có nhiều thùng tài liệu của công ty này được lực lượng công an đưa lên xe chuyên dụng mang đi. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Hương thành phố Thanh Hóa, hiện cơ quan công an chưa thông tin chính thức về vụ việc riêng căn nhà 3 tầng nơi khám xét được người đàn ông tên T tê thuê để sử dụng làm trụ sở công ty vệ sĩ khoảng hơn một năm nay. Chiều ngày 29 tháng 11, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra xác minh, làm rõ vụ nhiều vệ sĩ có hành vi dẹp đường cho đoàn xe đám cưới. Nguồn tin cũng cho biết một số người đã bị công an triệu tập để làm rõ hành vi tự ý điều tiết giao thông, không thuộc chức trách nhiệm vụ. Được biết trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một đoàn xe đám cưới được một nhóm người mặc trang phục kiểu vệ sĩ ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông để đoàn xe đám cưới đi qua. Đáng chú ý trong đoàn này có nhiều xe hạng sang như Mercedes G63, Mercedes Maybach, Lexus 570. Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình trước hành động trên của nhóm vệ sĩ và cho rằng nhóm người không có chức năng điều tiết giao thông không có nghiệp vụ để thực hiện hành động trên. Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, đã tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã bắt giữ Trần Văn Giang, 40 tuổi, Dương Minh Luân, 25 tuổi, Nguyễn Hoàng Trí, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu, Nguyễn Thành Trung, 20 tuổi, Lê Gia Kiệt, 18 tuổi, cùng ngụ thành phố Tây Ninh để điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Theo điều tra, ngày 24 tháng 11 năm 2024, Giang đến nhà anh Đặng Văn Trường, 24 tuổi, ngụ thị trấn Dương Minh Châu để đòi tiền nợ. Tại đây, Giang và gia đình anh Trường xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, khiến cả hai bên bị thương tích. Lúc này Giang bỏ về, để lại xe máy ở nhà anh Trường. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Giang rủ thêm Luân, Chí, Trung, Kiệt đến nhà anh Trường để lấy xe mô tô. Khi đi, cả nhóm mang theo ba cây ná thun và 36 viên bi. Khi đến nơi, do không thấy anh Trường ở nhà nên cả nhóm cùng nhau đi đến cửa hàng vật liệu xây dựng của anh Trường ở thị trấn Dương Minh Châu, dùng ná thun nhắm vào cửa kính cửa hàng, bắn liên tục nhiều phát làm vỡ chín tấm kính cường lực. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Dương Minh Châu triển khai lực lượng, phương tiện khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết tội phạm để lại tại hiện trường và nhanh chóng bắt giữ những người nói trên. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thành, sinh năm 1988, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Liên quan đến vụ án, Viện kiểm sát còn truy tố bị can Ngô Văn Quyền, sinh năm 1974, trú phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên, Hà Nội. Tháng 1 năm 2021, Thanh thấy chị M, sinh năm 1984, ở Vinhome Riverside, Long Biên, đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân. Đối tượng đã sử dụng nick Thanh Vũ nhắn tin cho chị M với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân quê Nam Định, trước đây từng là giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm. Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M đồng ý nhận Vân là giúp việc. Sau đó, Thanh giả tên Vân đến nhà chị M giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021. Trong thời gian làm giúp việc cho nhà chị M, Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền. Đối tượng bịa ra một câu chuyện không có thật để kể với chị M rằng tài khoản Facebook Thanh Vũ là con của ông chủ tịch công ty môi trường Thuận Thành, có chồng là anh hùng phi công của Vietnam Airlines và quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ quá trình thanh làm giúp việc chị m phát hiện thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên đã cho thanh nghỉ làm sau khi nghỉ việc thanh thường xuyên dùng nick thanh vũ nhắn tin nói chuyện với chị m thời gian đó thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị m đối tượng đã đặt vấn đề hỏi chị m nếu muốn mua các căn hộ trong dự án sẽ mua giúp với giá ưu đãi rẻ hơn nhiều so với giá thị trường Do tin tưởng thông tin thanh đưa ra, chị M đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời để tránh bị phát hiện, thanh bảo chị M chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm. Cáo trạng xác định từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 26 tháng 10 năm 2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 35 tỷ đồng của chị M dưới hình thức mua các căn hộ sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh. Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của chị M, Thanh dùng vào các mục đích khác nhau. Trong đó, Vũ Thị Thanh chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền, khi đó là giám đốc của một công ty xây dựng, để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá. Tối 27 tháng 11 năm 2024, tại xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Cụ thể, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 27 tháng 11 năm 2024, tại đường Liên Xã thuộc thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, xe ô tô biển kiểm soát 23A-09149 do tài xế Mai Đình Huấn, sinh năm 1983, trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều khiển, đã va chạm với nhóm 3 người phụ nữ đi bộ thể dục trên đường. Các nạn nhân gồm chị TTH, sinh năm 1970, chị NTD sinh năm 1971, bà NTG sinh năm 1968, cùng chú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn. Vụ tai nạn khiến chị NTD tử vong, hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, nguyên nhân do lái xe ô tô không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn. Hiện công an thị xã Việt Yên đang điều tra làm rõ vụ việc.